Vâng, cửa hàng âm thanh Cái Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn trên mọi miền tổ quốc đã truy cập và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Cái Hạnh. Tiếp theo clip nữa là cửa hàng âm thanh Cái Hạnh xin test những sản phẩm gửi những vị khách hàng ở xa. Vâng, clip của ngày hôm nay ngày 26 tháng 11 năm 2021. Tại thời điểm như bây giờ thì cửa hàng âm thanh Cái Hạnh cũng đã test được những sản phẩm của những vị khách hàng chốt đơn rồi. Thì đây là 3 sản phẩm tiếp theo được khách hàng đã quan tâm và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Cái Hạnh. Một chiếc đài radio Sony vừa về với cửa hàng trong buổi tối ngày hôm qua và một chiếc đồng hồ vai bò có size cực khủng rộng 80. Chiếc đồng hồ này thì còn cực kỳ là đẹp và cũng chỉ là chiếc thứ hai có hình dáng như thế này về với cửa hàng mà thôi. Và chiếc đài Victor RCM70 cửa hàng âm thanh Cái Hạnh xin test gửi cho những vị khách hàng có danh sách đặt hàng như sau. Vâng, sau đây cửa hàng sẽ đọc vào những vị khách hàng đã chốt đơn bên cửa hàng âm thanh Cái Hạnh. Vâng, đáng là sản phẩm này thì cửa hàng âm thanh Cái Hạnh sẽ gửi vào buổi trưa cho anh, nhưng cửa hàng âm thanh Cái Hạnh cũng rất là bận, không kịp đóng hàng cho khách hàng. Và tại thời điểm này thì các bác có thể biết là cũng đã gần 5 giờ chiều rồi, cửa hàng âm thanh Cái Hạnh mới test sản phẩm và sáng sớm ngày mai cửa hàng sẽ gửi cho anh khách hàng có địa chỉ tại Hải Phòng đã chốt chiếc đồng hồ Senco này nhé. Chiếc đồng hồ Senco này thì cửa hàng âm thanh Cái Hạnh xin gửi cho một vị khách hàng có địa chỉ tại đường Cầu Bính, phường Sở Cầu, Hồng Bàng, Hải Phòng. Anh trước cũng đã chốt một chiếc y hệt như thế này rồi và ngày hôm qua thì về tiếp thì anh lại chốt tiếp sản phẩm này, rất đẹp luôn ạ. Vị khách hàng tiếp theo xin được giấu tên, anh có địa chỉ tại Trần Phú, phường Tân Thịnh, Thạch, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Vâng, anh là những vị khách hàng ủng hộ rất nhiều các thiết bị bên cửa hàng cung cấp rồi thì cửa hàng âm thanh Hạnh sẽ thông báo trên kênh, thì khách hàng chắc hẳn cũng không xa lạ gì với những vị khách hàng mà cửa hàng âm thanh Hạnh đọc địa chỉ đây. Chiếc đài Victor RCM70 này thì còn cực mới, cực đẹp. So với những chiếc mà cửa hàng cũng đã từng cung cấp thì chiếc này rất mới luôn nhé. Vị khách hàng tiếp theo là vị khách hàng thân quen, cửa hàng xin gửi cho anh Cường có địa chỉ tại Hồng Bàng. Xin lỗi, anh Cường có địa chỉ tại Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ngày hôm qua thì anh cũng đã chốt một cặp loa 77A và một chiếc đài radio rồi. Ngày hôm nay thì anh tiếp tục chốt chiếc đài radio gỗ Sony này. Vâng, cửa hàng thì đang test cho quý khách hàng đây là một chiếc đài M70 nhé. Mà đã qua tay cô chủ shop lựa chọn rồi thì quý vị và các bạn hãy yên tâm mà sử dụng được những siêu phẩm bên cửa hàng âm thanh Cái Hạnh cung cấp. Và cửa hàng cũng rất muốn là cửa hàng âm thanh Cái Hạnh sẽ phát triển hơn nữa để quý khách hàng trên mọi miền tổ quốc thường xuyên theo dõi kênh của cửa hàng âm thanh Cái Hạnh. Các bác biết những siêu phẩm gì về, các bác quan tâm đến kênh của cửa hàng âm thanh Cái Hạnh là cửa hàng cũng đã rất là vui mừng rồi. Cũng không hẳn là ai quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Cái Hạnh các bác cũng mua được sản phẩm đâu ạ. Vậy khi clip được đăng tải lên kênh mà trong ngày hôm nay cửa hàng cũng đã nhận được rất nhiều những cuộc điện thoại của những vị khách hàng trên mọi miền tổ quốc và cũng đã có những vị khách hàng đã chốt được những sản phẩm bên cửa hàng. Thì cửa hàng cũng đã rất là cảm kích và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng thường xuyên theo dõi và ủng hộ kênh của cửa hàng âm thanh Cái Hạnh.
Vâng, chiếc đài này thì cửa hàng cũng đã test ok khá nhiều lần, tại cửa hàng cũng đã nghe rồi. Tiếp theo thì đến chiếc đài có phản ứng quá mẫn với thuốc. Chiếc đài này là của vị khách hàng có địa chỉ tại Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Anh thì là cũng những vị khách hàng thân quen với cửa hàng âm thanh Đại Hạnh, lựa chọn được rất nhiều. Bệnh nhân COVID-19 lạm dụng thuốc corticoid như là dùng. Vâng, đây là radio, như chiếc đài radio siêu hiếm đấy ạ. Không dễ kiếm tìm đâu. Và chiếc đài này thì cũng được thiết kế hai cần anten này. Gấp khoảng 4 đến 8 lần liều corticoid dùng lâu dài ở trong các chỉ định khác. Vâng, và tại thời điểm này thì cũng đã là 5 giờ kém 10 rồi. Cửa hàng âm thanh Đại Hạnh sẽ cho nhân viên đóng tiếp những sản phẩm này để gửi luôn trong buổi chiều ngày hôm nay cho những vị khách hàng sẽ nhận hàng sớm nhất, để các bác có thể chờ đợi những sản phẩm VIP bên cửa hàng về với gia đình của quý khách hàng. Vì vậy, cửa hàng âm thanh Đại Hạnh cũng sẽ gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới 3 vị khách hàng ở clip này, và gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả những vị khách hàng trên 63 tỉnh thành đang theo dõi và quan tâm kênh của cửa hàng âm thanh Đại Hạnh. Vâng, cửa hàng xin kính chào và hẹn gặp lại quý khách hàng trong các video clip tiếp theo. Xin thân ái chào tạm biệt.